À, xin chào các bạn đến với thể thao giải trí tổng hợp. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng. À, hàng năm là thường xuyên là ngày này sẽ tổ chức lễ hội chùa Bà rất lớn tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ở đây các bạn đang thấy là chùa Bà. À, và năm nay vì dịch Covid vậy đó là không tổ chức. Như vậy là 2 năm liền là chùa Bà không tổ chức lễ hội. Thời năm ngoái cũng bị dịch và không tổ chức, và năm nay cũng tiếp tục các bạn. Các bạn có thể thấy cái chùa Bà đó. À, nhiều người đã đứng đây. Đây các bạn có thể thấy cái điểm chốt trên con đường ngang qua chùa Bà là chốt lại không cho vào. Chốt lại không cho vào. Mọi khi là ngày hôm nay sẽ rất là đông. À, để chốt ngang đường không cho vào. Và các bạn có thể thấy người ta đang lễ bà từ xa, ở ngồi cổng người ta lại bà. À, mọi người đang lại bà. Không tổ chức này, các bạn có thể thấy mọi người dân đang lại bà từ bên ngoài. Không được vào viếng bà cho nên người ta phải cúng ở ngoài. À, cảm ơn các bạn đã xem video. À, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký theo dõi để tạo giải trí tổng hợp. Chào tạm biệt các bạn.